Xin chào bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một video là nên tắm cho vẹt vào lúc vẹt mấy tháng tuổi. Thì như các bạn biết là đối với những chú vẹt thì luôn luôn có nhu cầu tắm, nó rất là thích nước. Chính vì vậy thì để các bạn tắm cho những chú vẹt thì các bạn có thể tắm cho những chú vẹt vào lúc khoảng 4 tháng tuổi trở ra. Và đầu tiên thì các bạn cũng có thể là nhận dạng qua cái cách là đối với những chú vẹt mà từ khi mà các bạn thấy nó bay truyền, sau đó các bạn cất cánh đi khoảng độ tháng hơn tháng nữa cho đến 2 tháng thì bắt đầu các bạn cho tắm. Hoặc các bạn căn cứ vào là khi chú vẹt của các bạn đã ăn hạt, tách hạt tốt rồi, tức là những cái hạt cứng tốt rồi, thì lúc này các bạn sẽ tắm cho những chú vẹt. Đó thì lợi dụng vào những cái vấn đề đó là ví dụ như chú vẹt khoảng 4 tháng tuổi, hoặc là các bạn dựa vào cái việc là chú vẹt đã bay được rồi khoảng hơn 1 tháng sau nữa thì các bạn sẽ tắm, và hoặc là dựa vào những chú vẹt của các bạn đã ăn được hạt một cách tốt rồi, một thời gian sau thì các bạn sẽ tắm cho những chú vẹt. Thì cái cách tắm đầu tiên như thế nào để cho những chú vẹt có thể là quen nước? Đầu tiên, những chú vẹt chưa thể là thấy nước là chú vẹt dám tắm đâu, bởi vì nó luôn luôn nó sợ, thì các bạn sẽ phải tắm như thế này. Các bạn sẽ dùng một cái bình xịt như thế này để các bạn xịt trực tiếp vào chú vẹt nhà các bạn. Đây là mình để những cái dép đây để cho nó dễ nhìn, bởi vì cái bình xịt nó trắng. Thì các bạn xịt vào những chú vẹt một vài ngày đầu thì nó có thể nó sẽ sợ, bởi vì nó sợ nó thấy cái hình dạng của cái bình này khác lạ. Cái thứ hai là cái bình này nó sẽ khi phun nước vào nó sẽ tác động đến chú vẹt sẽ sợ. Các bạn nhìn nhá. Đó. Đầu tiên các bạn xịt thế có thể nó sẽ sợ. Nhưng khi mà các bạn xịt xong vài ngày thì những chú vẹt sẽ quen nước, và trong quá trình các bạn xịt thì các bạn sẽ khen chú vẹt giỏi lắm. Các bạn khen thế, mặc dù nó sợ thì các bạn cũng khen thế. Và dần dần các bạn thấy là những chú vẹt đã ướt một chút rồi. Vài ngày sau nó sẽ thích. Giỏi lắm. Đó, các bạn cứ tắm cho những chú vẹt như vậy. Ban đầu nó sợ thì các bạn duy trì tiếp. Các bạn xịt cho nó. Giỏi lắm. Đây là những chú vẹt đã được tắm nhiều lần rồi. Có thể là đây là cũng là lần đầu để mình xịt như thế, nhưng mà nó có thể là tự tắm rồi, cho nên nó sẽ bạo dạn hơn. Còn đối với những chú vẹt nhà các bạn thì nó sẽ sợ hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn duy trì tắm như vậy, cứ vài ngày các bạn tắm, 1-2 ngày các bạn tắm một lần. Đó, các bạn cứ xịt như này. Giỏi lắm. Các bạn cứ khen vậy thì để chú vẹt quen dần, và chú vẹt sẽ dần dần chú vẹt dám tắm. Đó, cho nên là khi mà những chú vẹt đủ tuổi như mình vừa nói, các bạn sẽ bắt đầu tắm. Và cách tắm, phương thức tắm thì các bạn dùng bình xịt như vậy. Đây, các bạn dùng bình xịt, các bạn cứ xịt này thôi. Giỏi lắm, vừa tắm vừa xịt. Các bạn nhớ là khi mà cho đi tắm thì các bạn nhớ bảo đi tắm đi, để chú vẹt nhận ra được cái ngôn ngữ của các bạn. Giỏi lắm. Đó, thì các bạn tắm như vậy. Và dần dần chú vẹt quen rồi thì các bạn bắt đầu cho chú vẹt xuống cái sàn này để chú vẹt bắt đầu tắm, tự tắm. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho xuống nhá. Thì hôm nay là cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái thứ nhất, đó là bao nhiêu tháng tuổi thì chú vẹt sẽ tắm cho chú vẹt được. Cái thứ hai là phương thức tắm cho những chú vẹt. Thì đầu tiên các bạn xịt như vậy, dần dần các bạn để chú vẹt tự tắm thì các bạn đỡ vất vả. Còn tất nhiên là mỗi người có một cách tắm riêng. Có những bạn thì có thể là cho vào một cái cầu như thế này để các bạn tắm. Có những bạn thì xịt cho những chú vẹt như thế này. Đó. Còn có những bạn thì sẽ cho xuống sàn như mình này. Thì bây giờ mình sẽ cho xuống sàn để các bạn thấy nhá. Thì chú vẹt ra ban đầu cho chúng sang như này, chú vẹt sẽ thấy nước nó bắn lên và chú vẹt sẽ rất là thích. Thấy chú vẹt dần dần đó là chú vẹt vẩy thế là thích rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Chú vẹt sẽ vẩy như thế là chú vẹt rất là thích tắm rồi. Đó, các bạn thấy nó tiến dần vào nước ấy. Giỏi lắm. Giờ thì mình sẽ cho chú vẹt Ben này mình tắm nhá. Ben tắm đi. Giỏi. Đó, các bạn thấy nó cứ đùa với nước thế là nó đã chủ động để nó tắm rồi. Ben tắm đây.
giỏi lắm. Khi mà các bạn tắm cho những chú vẹt thì để nó tự rỉa lông, các bạn không cần phải sấy như là chó mèo. Chính vì vậy thì khi mà tắm xong thì các bạn chỉ cần để chỗ nào thoáng thoáng thôi để nó rỉa lông. Như các bạn nhớ là đối với những chú vẹt mà đã cất cánh rồi thì các bạn mới cho ra ngoài trời để các bạn cho nó rỉa lông nhá. Còn nếu không là nó sẽ bay mất đấy. Cái thứ hai là nếu mà chú vẹt nào mà các bạn còn cánh thì các bạn nhớ là phải xích vào. Đôi khi là những cái lông đuôi của những chú vẹt này mà nó cong cong ấy thì các bạn tắm nhiều thì nó sẽ thẳng ra và nó sẽ mềm mại cái lông đuôi. Đó. Thì nhau tắm luôn. Giỏi lắm. Các bạn thấy chưa? Thì mình vặn trực tiếp cái vòi nước đây. Kích cho bố. Có khách. Đó. Thì vẹt này nó cũng có tính bắt chước, cho nên là nếu như các bạn có một những cái bé vẹt này cũng biết tắm rồi, các bạn có những bé chưa biết tắm thì các bạn có thể là cho nó ra, dần dần nó sẽ bắt chước nhau. Nhớ là khi mà tắm xong thì các bạn cho những chú vẹt tắm nắng hoặc là để những chỗ thoáng gió một chút để những chú vẹt có nhanh khô lông để đảm bảo sức khỏe cho những chú vẹt nhé. Đó, bạn thấy chưa? Nó tự dãy để cho lông của nó khô đấy. Thì mình vừa chia sẻ với bạn đó là một video bao nhiêu tháng tuổi thì có thể tắm cho những chú vẹt và cái phương thức tắm như nào, thì mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn ủng hộ kênh Yêu Vẹt & Pets. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Thanks for watching and goodbye.